hơn 34.000 người chết, hơn 100.000 người bị thương, hơn 12.000 tòa nhà đổ sập, hàng nghìn người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Đây được coi là một trong những trận động đất mạnh nhất thế kỷ. Thảm họa vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nơi hai mảng kiến tạo địa chất khổng lồ Á Âu và Ả Rập gặp nhau dọc theo dãy đất gãy đã gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc. Xin chào quý khán giả của 369 Entertainment. Trận động đất mạnh nhất trong vòng 100 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến hơn 34.000 người thiệt mạng theo số liệu được thống kê gần nhất, và con số thương vong dự kiến có thể tiếp tục tăng. Trước đó đã có nhiều hiện tượng tâm linh kỳ lạ, những lời tiên tri chuẩn xác khi động đất xảy ra khiến nhiều người nổi da gà. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã nhận thấy điều bất thường xảy ra ở những mảng vỏ trái đất sau trận động đất kinh hoàng. Hôm nay hãy cùng 369 Entertainment khám phá những điềm báo trước của thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thảm họa động đất kinh hoàng. Hôm 6 tháng 2 năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm chấn nằm ở Parasik thuộc tỉnh Karamanaras và biên giới Syria. Sau trận động đất, các khu vực xung quanh tiếp tục chao đảo tới 6 đợt dư chấn mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất, dù các chấn động cũng được ghi nhận tại Liban, Ai Cập và đảo Síp. Vụ động đất làm cho hơn 34.000 người chết, hơn 100.000 người bị thương, hơn 12 tòa nhà đổ sập, hàng nghìn người đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Tới sáng ngày 7 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter ở miền trung đất nước. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất ở tỉnh Karamanmaras. Các chuyên gia cho rằng năng lượng giải phóng ra từ trận động đất ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Chuyên gia Gianluca Atanayake từ Đại học Melbourne, Australia đánh giá năng lượng do trận động đất giải phóng ra tương đương năng lượng đủ để thành phố New York, Mỹ tiêu thụ trong vòng 4 ngày. Đám mây thấu kính UFO. Vào ngày 19 tháng 1, một đám mây màu hồng phát sáng được phát hiện ở Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân đã vô cùng hoang mang, sửng sốt với đám mây kỳ lạ này. Nó tạo cảm giác về một vật thể bay không xác định, UFO đã đâm vào trái đất. Đám mây được cấu tạo từ nhiều hình tròn, ở giữa là một lỗ hổng lớn. Nó cứ lơ lửng trên bầu trời khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi những video, hình ảnh về đám mây kỳ lạ này được đăng tải, nó đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là đám mây UFO vì hình dạng giống chiếc đĩa. Người thì cho rằng đám mây quái vật. Tuy nhiên, ai cũng nghi ngờ đây là một điềm báo chẳng mấy tốt lành. Thế nhưng, theo các nhà khí tượng học, hiện tượng này là một đám mây dạng thấu kính được hình thành nhờ quá trình ngưng tụ hơi nước liên tục trong bầu khí quyển. Chúng được tạo ra từ rìa của những tầng sóng không khí hoặc giữa các lớp gió với nhau. Các đám mây dạng thấu kính thường được hình thành ở độ cao 2.000 đến 5.000 mét và trông giống hình đĩa bay. Dẫu vậy, theo những người lớn tuổi, việc xuất hiện những đám mây kỳ lạ này chắc chắn là một điềm báo không lành cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Và thật không may, điều đó lại trở thành sự thật khi trận động đất kinh hoàng mới xảy ra. Những con chim bay sáo xác. Vào sáng ngày 6 tháng 2, những con chim bay sáo xác kỳ lạ trước trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đoạn clip, một đàn chim đột nhiên bay ùa ra khỏi tổ khi trời còn chưa sáng. Chúng bay tán loạn, có vẻ đang hoảng sợ và mất phương hướng. Video được chú thích hành vi lạ của những chú chim được quan sát trước khi xảy ra động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy đoạn video vẫn chưa được xác minh, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu động vật có thể cảm nhận được động đất sắp xảy ra không? Một số nghiên cứu đã chỉ ra những thay đổi trong hành vi của động vật trước động đất. Một nghiên cứu năm 2020 đã theo dõi sự di chuyển của động vật tại trang trại ở Mache, Ý, nơi thường xảy ra động đất. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các kiểu hành vi bất thường trong vòng 20 giờ trước khi xảy ra động đất. Mặc dù không biết động vật có thể cảm nhận được động đất theo cơ chế nào, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng có thể động vật cảm nhận được sự ion hóa không khí do áp suất đá lớn gây ra, hoặc thậm chí ngửi thấy mùi khí do các tinh thể thạch anh giải phóng trước trận động đất. Khi cảm nhận được sự thay đổi, động vật thường trở nên khác thường, chẳng hạn như di chuyển liên tục, kêu ầm ĩ. Đây dường như là một điềm báo cho thảm họa động đất sắp xảy ra. Tia sáng xanh kỳ lạ. Trước khi động đất đầu tiên xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria,
người ta có thể nhìn thấy một số tia sáng lóe lên trên bầu trời của các khu vực bị ảnh hưởng. Ánh sáng xanh, ánh sáng động đất, còn được gọi là phát quang 3 lần, được nhìn thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây ra sự hoảng loạn cho người dân trước trận động đất. Lúc đầu có tiếng sột soạt, sau đó trên bầu trời xuất hiện ánh sáng xanh. Âm thanh này ngày càng lớn cùng với sự rung lắc dữ dội. Những ánh sáng này giống như ánh sáng phương Bắc đã được ghi nhận từ thế kỷ thứ 17. Nói chung, chúng có thể được quan sát thấy trong ít hơn 0,5% các trận động đất và thời gian của chúng thường là 1 phần giây. Ánh sáng xanh xuất hiện trên bầu trời trước trận động đất đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây. Vào tháng 9 năm 2021, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở phía tây nam Mexico và một ánh sáng xanh bí ẩn xuất hiện trên bầu trời. Thật trùng hợp, một tình huống tương tự cũng xảy ra trong trận động đất 8,1 độ Richter ở Mexico năm 2017. Sự xuất hiện của ánh sáng xanh như một điểm báo cho một trận động đất quy mô lớn trong tương lai, thông qua nghiên cứu về ánh sáng động đất, có thể dự đoán trước được sự xuất hiện của các trận động đất lớn nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra càng nhiều càng tốt. Lời tiên tri dự đoán thảm họa. Hôm 3 tháng 2, Frank Hugerbus, nhà nghiên cứu người Hà Lan về các hoạt động địa chất thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hệ Mặt Trời SSGEOS đã đưa ra dự đoán trên Twitter như sau. Sớm hay muộn sẽ xảy ra một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở khu vực xung quanh phía Trung Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Syria và Liban. Và trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu liên tiếp hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 7,8 và 7,6 độ Richter ở khu vực phía Nam trong vòng chưa đầy 12 giờ. Hiện tại, dòng tweet của chuyên gia này đã được lan truyền nhanh chóng, thu hút hơn 54,3 triệu lượt theo dõi. Vô số tài khoản để lại bình luận rằng dự báo của ông Hugerbus chính xác về khu vực và gần như chính xác về cường độ. Như tôi đã dự đoán, sớm hay muộn thì điều này cũng xảy ra ở chính khu vực Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự như năm 115 và năm 26, việc này dựa vào phân tích và nghiên cứu mô hình học mặt trăng và hành tinh, chuyên gia Hugerbus chia sẻ. Trước đó, SSGEOS hôm ngày 2 tháng 2 ra thông báo nêu rõ hoạt động địa chất lớn có thể xảy ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2 với độ mạnh trung bình khoảng 6 độ Richter. Khi tiên đoán của ông Frank trở thành sự thật, nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí kinh ngạc. Không rõ là ông có thể tiên tri, biết trước thảm họa hay chỉ là ông ăn may. Trên đây là những hiện tượng tâm linh vô cùng kỳ lạ cùng với lời tiên tri vô căn cứ. Còn theo dữ liệu được NASA chia sẻ, hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bắt nguồn từ một đường đất gãy nằm sâu 18 km bên dưới mặt đất và tạo ra rung chuyển lớn ảnh hưởng tới những khu vực cách tâm chấn hàng trăm km. Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa hai mảng kiến tạo lớn nên động đất không phải hiện tượng hiếm gặp. Ba mảng kiến tạo gồm mảng Catalonia, Châu Phi và Ả Rập trượt vào nhau, mảng Anatolia di chuyển về phía Tây, còn mảng Châu Phi và Ả Rập thì di chuyển về phía Đông. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Quan sát và Lập mô hình động đất, núi lửa và mảng kiến tạo Anh COMET phát hiện vết nứt thông qua so sánh ảnh chụp khu vực gần vùng ven biển Địa Trung Hải của vệ tinh quan sát trái đất Sentinel-1 trước và sau thảm họa động đất. Vết nứt dài hơn 300 km theo hướng Đông Bắc từ biển Địa Trung Hải được tạo ra bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter diễn ra vào 4 giờ 15 phút ngày 6 tháng 2. Vết nứt thứ hai dài 125 km mở ra sau trận động đất 7,5 độ Richter xảy ra sau đó khoảng 9 giờ. Theo giáo sư Tim Gray, trưởng nhóm ở COMET, những vết nứt như vậy thường xuất hiện sau các trận động đất mạnh. Tuy nhiên, hai vết nứt này dài khác thường. Đó là minh chứng cho năng lượng khổng lồ mà động đất giải phóng. Động đất càng lớn, đứt gãy càng lớn và càng trượt nhiều hơn. Đứt gãy động đất này là một trong những vết nứt dài nhất trong lịch sử lục địa. Thật bất thường khi hai trận động đất lớn như vậy xảy ra chỉ cách nhau vài giờ, Tim Wright chia sẻ. Chuyển động của mảng kiến tạo gây ra động đất mạnh đến mức các vết nứt có thể nhìn thấy rõ trên mặt đất, chạy qua nhiều thị trấn và cắt thẳng qua một số tòa nhà. Nhiều nhà khoa học địa phương cũng chia sẻ ảnh chụp vết nứt trên mặt trái đất, xác nhận những gì vệ tinh quan sát từ vũ trụ. Nhà địa vật lý Eric Friding tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, đây là những trận động đất rất lớn và mạnh, chúng phá vỡ toàn bộ bề mặt trên một loạt các đoạn đất gãy dài.
Điều này tạo ra rung chấn cực mạnh trên một khu vực rất lớn và tấn công nhiều thành phố và thị trấn tập trung đông người. Theo vị chuyên gia này, độ dài và cường độ của trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tương tự như trận động đất đã tàn phá San Francisco vào năm 1906. Theo nhiều người, những hiện tượng kỳ lạ hay lời tiên tri của Frank Hugerbis đều là những phỏng đoán mơ hồ và không được xác thực. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại ý kiến cho 369 Entertainment được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem nhiều video về những bí ẩn chưa được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.